Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, bác Sa Đức Huy đang ghi hình tại ngày nhận cây tại triển lãm Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, có một cái tác phẩm ruối đặt chân đến triển lãm. Bây giờ quý vị nhìn thấy một cái xe bán tải không biết từ đời Tống nào đây, chở tác phẩm đến triển lãm. Điều lần đầu tiên nhìn thấy một cái xe đời Tống chở một cái tác phẩm cái ruối quý vị ạ. Cái ruối ruối cổ. Ban tổ chức đang nghỉ trưa không phải ra để đón nhận tác phẩm. Vâng. Biển số nữa. Đây biển số này. Đây đây biển số đây quý vị nhá. 77 235. Anh chủ cây đây nào, anh chủ cây đây à? Anh chủ cây cũng đặc biệt. Trông rất phong cách. Chỉ vì đam mê thôi. Vâng. Có gọi là chút hương sắc của màu xanh đưa lên. Thế à. Vâng. Anh đứng gần tác phẩm một chút nào. Anh là ở đâu nhỉ? Em ở dưới Châu Cầu Châu Phong. À, Châu Cầu Châu Phong cũng ở Quế Võ này anh. À vâng, thế anh mang một tác phẩm đây anh. Vì thật sự ra là một là thôi mình nhất chi là nhiều, nhưng mà chọn thế nào nó phù hợp để lên sân thôi. Vâng. Thế là nó có hương sắc gọi là màu xanh thôi, chứ mình cũng vâng. Tính tụng nghĩ gì về những cái vấn đề khác, xấu đẹp hay không mình cũng chưa định giá được. Vâng. Cái cây dưới này anh chơi được bao năm rồi? Cây dưới này thì đúng ra là nó chưa lâu rồi. Anh bao năm rồi anh? Cái này thì đúng là hỏi năm thì khó nhớ vì nó khoảng bao nhiêu ạ? Ông già ông trồng ở nhà. À thế à? Thế anh mình lớn lên thì mình thích thì đam mê thì mình cứ làm theo, nó có thế thì làm thế thôi. Vâng. Chưa biết là nó. Thế anh vừa chia sẻ là cái xe này anh cũng để làm đôn cây luôn à? Rồi, cái xe này nó thật sự ra để phục vụ làm cây cảnh, mà tất cả chở đất, chở cát, bất cứ chở cái gì, chở trọng, chở đôn, tức là nó phục vụ cho ngày làm cây. Vâng. Hoặc là bán cây cho khách mình chở đi. Vâng. Chứ còn không một cái gì hết. Con này thì nó khoảng đời 1993. 1993. Suzuki vâng. Dancer, máy móc nó vẫn còn nguyên bản. Vâng. Nhưng mà nó gọi là nếu mà chơi được con này thì nhà cũng phải là bố cũng phải làm thấp nhất phải giám đốc kinh xăng. Vâng. Thế à. Nó thật luôn. Dạ thì vâng. Bỏ nó cạ nó. Vâng. Nó có lát hay không là cây mà nó đấy. Chờ đất. Anh Hạnh. Ê. Anh thấy có đặc biệt không? Có đặc biệt em ạ. Dạ. Đây là một đằng bên với đằng mít thì là siêu phẩm, mà đằng trên này là siêu xe. Siêu xe. Đấy, trưởng nó bảo là Lamborghini. Nghe đã chỗ nào để cho mọi người đến chơi ảnh cái này. Cây này là tác phẩm này sẽ để về giữa trung tâm. Để chỗ nào cho mọi người chụp ảnh cho nó dễ. Sau đó nếu mà có cần rồi. Là đam mê. Anh nhá. Các anh mà có chụp ảnh siêu xe với tác phẩm là phải thu vé đấy nhá. Thật sự ra là không biết được chút gì vậy. Quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm ruối này. Tác phẩm ruối đặc biệt. Cái điều đặc biệt từ cả người tạo tác nữa. Anh rất là yêu cây. Thế và những cái xe không biết từ bao giờ được anh ấy chế lại để anh ấy phục vụ cho chở cây, như những cái chậu rồi vật liệu liên quan đến cây cảnh. Thế anh có để xe này thì anh có không ấy à? Con no. Cái đồn. Cái xe này của mình nó đã sinh ra để nó đẩy cây. Vâng. Nó chở cây chứ không làm được gì khác. Vâng. Cái điên cổ được mà. Vâng. Con này khả năng đánh, khả năng có mấy cổ lại đánh như cổ thôi. Vâng. 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 Cổ cũng đem đi. Đem đi em. Thế ai? Anh ơi. Ai thích tác phẩm dưới này anh có bán luôn xe không? Bán luôn. Chú rất là vui. Nói chung là cái thật sự ra nếu mà nói về cái giá trị. Nhưng mà vẫn còn đăng ký chứ. Không. Đó, biển xịn, đúng không? Biển xịn, nói chung là cái xe này nó không đáng giá tiền.
quan trọng người nào dám thuyết phục nó, người ta hỏi hỏi tôi hỏi mua xe này hết bao nhiêu xăng, nếu hỏi mua bao nhiêu xăng thì đừng mua xe. Xe thì đừng mua xe mua được, đừng hỏi là xăng em nó bao nhiêu. Và bây giờ tôi phải nói đơn giản, chở một cái cây nếu quên người khác tiền cẩu nó mất rất nhiều tiền, nhưng xe của mình là ông chủ của ông chủ vườn ngồi lên xe chở đi cho khách nó nhân văn hơn nhiều, cho dù cả nó hết gấp 3 lần cái tiền thuê. Vâng. Tức là cái mục đích khác. Dưới bộ răm nhỉ, cũng được bộ răm phê thật. Mà không biết được, vì thật sự ra cứ ở nhà từ lâu đời lắm rồi quý vị ạ. Bởi vì là cái bộ dưới này lâu đời lắm rồi. Còn mình tính thời gian, mình đi đường dài. Đường dài. Cái dưới dáng phụ tử. Xe này nó cũng được lưu hành. Mình chỉ có đi lanh quanh, gọi là cây cối thì người ta cho đi là. Trong huyện thì mình bóng tỉnh đi được. Mình đem kề nên là người ta cũng không có phép, nó cũng mang rồi khi lên đây cũng xin phép thăm hỏi và cho trả cho lên làm con kê cây. Bên dưới đẹp nhưng cũng giống như bao cây dưới khác thôi, đẹp nghệ thuật, nhưng mà khác với những cây dưới khác là chủ nhân chở đi một cái chiếc xe rất là lâu đời rồi, chiếc xe huyền thoại. Mà nhìn chiếc xe này với cái tác phẩm đến thì thu hút cái sự tò mò của mọi người, vừa là chiêm ngưỡng tác phẩm mà vừa là ngắm cái chiếc xe chủ nhân đã chế để chở cây. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim nhận cây tại triển lãm Quế Võ. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.